Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò. Bình luận viên tàu lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đại Lâm đang ngồi tại Thánh Địa Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đại Lâm làm cái clip này cáp kèo và cáp kèo. Hiện tại bây giờ theo thông tin Đại Lâm nhận được, anh em và bầu bì của sân Hoàng Mai, Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai của San Kỳ Đà, tem đặc biệt là tem của Tú MC 44 tự do đánh tại sân Hoàng Mai, Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Nếu có tem nào 44 thì hãy đến sân Hoàng Mai. 30 lít xăng đến 50 lít xăng. Đấy là theo thông tin nhận được từ San Kỳ Đà và anh em của Long Thành, Đồng Nai. Tem của Tú MC 44. Các bạn hãy tìm tem của mình, thích hợp thì hãy đến giao lưu tại sân Hoàng Mai, Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai nhé. 30 đến 50 lít xăng. Ok men vô hàng. Đây là thông tin chính xác mà Đại Lâm nhận được từ phía bên ông bầu của Tú MC. Các bạn tự do tem 44 Việt Nam và Việt Nam nha. Tem của Tú MC, nòng cốt là anh em vật liệu xây dựng Bình Dương. Sau lưng có những anh em và những bầu bì của Tú MC sẽ giúp sức ủng hộ 30 đến 50 lít xăng cho cái kèo này. Một lần nữa thân mời tất cả các cầu thủ và các ông bầu bì gì đó, hãy tìm cho mình lập cái tem 44. Có gì thì liên hệ với Đại Lâm Balotelli. Số điện thoại của Lâm các bạn chỉ cần nhấn vào tiêu đề, phần mô tả, số điện thoại nằm dưới đó nha các bạn. Số điện thoại của Đại Lâm nằm với phần mô tả của tất cả các clip. Xin cảm ơn tất cả các bạn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều.